Cậu nhìn kìa, bám sát vào phía sau nó.
Đầu của bọn mình bị quái vật hút vào trong bụng nó rồi. Của tớ bị hết nhiên liệu năng lượng mặt trời. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ giúp cậu nạp năng lượng mặt trời thôi. Hẹn một ngày chúng mình gặp nhau trên hành tinh của tớ nhé.
Tặng các bạn bông hoa thần kỳ này. Nó sẽ giúp các bạn thực hiện được những giấc mơ của mình. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn bạn. Sao cậu lại biến thành tí hơn thế này? Cậu chạm vào bông hoa rồi. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhẹ trong xa. Năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm loài vui cùng hát ca.